Trời buồn trời đổ cơn mưa, em buồn em biết ăn chi bây giờ. Lắm. Nói chứ nhà có gì ăn đó quý vị ơi. Lôi hộp ếch ra làm ếch chiên bơ thôi. Đó, sau khi mà báo gần nửa chai dầu ăn của bà ngoại đây nè. Tên 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 lúc này là thơm nức banh cái nhà luôn. Thơm lắm. Một cái đùi ếch chiên bơ. Nức cái mũi từ từ thôi có cái mặt kìa, trời ơi. Ít gì cũng phải để từ từ nghe nghe có cái mặt kìa, giờ thì thưởng thức nè. Đó, quả mập à, nóng phỏng cái miệng vừa lắm con, ham ăn quá mà từ 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 từ. Ê mà ngon nghe, tự mình làm thôi chứ báo thì báo ở ngoài, chứ mà mấy chai vừa ăn là phá đi mà gì nấu ăn ngon nghe. Em nấu ăn ngon à, không nhận ngon thiệt à, đừng ai chê em nấu ăn à, ngon à, thử đi. Nói chung không biết ăn gì em tự làm ăn thôi chứ không ai làm cho ăn đâu. À, ngon nha.